Ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 bế mạc. Dương Thúy Vi, cô gái vàng của USU Việt Nam đã xuất sắc nối dài thành tích cá nhân của mình với 3 huy chương vàng. Hơn 2 thập kỷ gắn bó với võ thuật, Dương Thúy Vi được xem như của hiếm của USU Việt Nam khi giữ vững phong độ thi đấu cùng một gia tài những giải thưởng chưa ai vượt qua được. Vận động viên đầu tiên của Việt Nam mang về tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN. 3 lần vô địch thế giới và mang về huy chương vàng ở tất cả 5 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games mà cô từng góp mặt. Xin chào Chuyển động 24 giờ, mình là Dương Thúy Vi, vận động viên đội tuyển USU Quốc gia Việt Nam. Cách đây một vài hôm thì Thúy Vi tiếp tục đón nhận thêm rất nhiều niềm vui với Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Những tấm huy chương vàng này có ý nghĩa như thế nào và mang lại cho Vi những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta chuẩn bị gói ghém lại một năm 2022 với rất nhiều niềm vui? Bản thân em rất là vui, đặc biệt là em chưa bao giờ em nghĩ là em vẫn có thể đánh kỳ đại hội này. Em luôn nghĩ là có thể là ở vào cái thời điểm 20-21 tuổi thì em đã không còn tham gia tập luyện thể thao nữa, và bây giờ em đã 29 tuổi và em vẫn hoàn thành được nội dung thi đấu của em tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chúng ta đang ở trong những cái ngày cuối năm 2022, có thể nói năm nay là một cái năm để mọi thứ hồi sinh ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thể thao sau đại dịch Covid-19. Và không thể phủ nhận năm 2022 cũng là một năm rất bùng nổ của Thúy Vi. Từ SEA Games, World Games cho tới Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Cái năm này có ý nghĩa như thế nào với Vi? Bản thân em không nghĩ bao giờ là em còn tham gia tập luyện và thi đấu vào khi mà em đã 29 tuổi. Đặc biệt là trong năm nay thì em rất chờ đợi SEA Games tại Việt Nam. Tất cả các kỳ đại hội thì chúng ta phải đi một vòng thì mới quay lại là nước chủ nhà. Nên là em đã chờ rất là lâu rồi. Và bản thân em cũng nghĩ là chắc là dừng lại rồi. Bao nhiêu lần dừng lại thì đi được đến ngày hôm nay thì thật sự là với em thật sự là rất là ý nghĩa. SEA Games, World Games hay đặc biệt là Đại hội Thể thao vừa rồi diễn ra thì em nghĩ là một năm rất là thành công và nó xứng đáng với những gì em đã đợi chờ. Ở đây trong không gian của mọi người luyện tập ấy thì mới thấy rằng tập luyện USU là tập luyện ở trong tĩnh lặng, nhưng thi đấu USU lại là một sân khấu hoàn toàn khác, có khán giả, có sự cổ vũ. Bản thân Thúy Vi cũng sẽ khác, make up đẹp hơn, mặc trang phục diện hơn và thi đấu dưới cái áp lực không nhỏ từ ban giám khảo hay là khán giả. Vậy thì cái điều gì khiến Thúy Vi giữ được cái sự bản lĩnh và cái điều quan trọng nhất của USU là gì? Em nghĩ đến bây giờ em còn tham gia tập luyện và thi đấu thì em nghĩ là cái phần trăm nhiều hơn trong bản thân em, và em cảm nhận thấy là cái sự yêu thích và đam mê với USU. Và mọi người cũng luôn biết là cái thời điểm em 18, 19, 20 tuổi nó suy nghĩ khác, và thời điểm bây giờ em suy nghĩ khác. Cũng rất là nhiều lần gia đình cũng nói về vấn đề tại sao con gái phải đi thi đấu nhiều làm gì, tại sao phải vất vả tập luyện thể thao. Nhưng mà em nghĩ cho đến bây giờ thì cái sở thích của em và cái lựa chọn của em là em nghĩ là em lựa chọn đúng. Cho nên là em vẫn cứ tin và tiếp tục theo cái con đường mà em đã chọn. Khoảnh khắc nào Thúy Vi biết rằng mình thuộc về võ thuật, thuộc về USU, thuộc về thể thao đỉnh cao? Đến bây giờ em cũng chưa biết là em đã có ý định nghỉ tập bao nhiêu lần. Kể cả lúc em được thành tích rồi cho đến cái lúc mà em chưa có gì. Lúc bé thì có thể là hồi đầu mới vào tập thì ngày thứ 2, ngày thứ 3 có thể là buổi tối, sáng ngày hôm sau khóc rất là lớn. Là tại vì thế là cái phản ứng của cơ thể đầu tiên là khi mà mình tập luyện quá nặng này, rồi mình đè dẻo này. Gần như không hiểu là tại sao nó lại đau như thế. Hoặc là bước thôi đau, lên cầu thang tôi cũng đau. Là khóc rất là nhiều, bảo là thôi con không đi tập đâu, mà bố mẹ thì không ép đi tập. Nhưng mà khóc xong rồi lại tự đi tập. Càng đi tập thì lại càng thích. Em thấy là em không buông được thì là em không buông. Và đến giờ thì em nghĩ là nghề chọn người chứ phải người chọn nghề nữa. Vậy thì trong quá trình mà đến với thể thao này, có cái khoảnh khắc nào mà khiến Thúy Vi thực sự bật khóc, có thể là xúc động nhất, có thể là niềm vui sướng nhất? Sau những cái lần mà em thi đấu thì em nghĩ là cái khoảnh khắc của ASEAN 2014. Thật sự là cái lần đấy lại bản thân em còn nhìn thấy rằng là khi mà em kiểu cũng chỉ là nằm nhắm mắt thôi, mọi người nghĩ là em ngủ. Mọi người đi lại gần em hoặc là mọi người định ra hỏi chuyện em, nhưng mà mọi người chỉ cần em gần em 2 bước thôi là mọi người quay đi. Không thấy ai ra hỏi mình cỡ là tự mình cảm nhận được là mọi người cũng đang rất là áp lực và mọi người cũng không muốn áp lực lên mình. Và đến khi mà em giành được huy chương vàng xong thì mọi người rơi nước mắt rồi, và lúc ấy bắt đầu em mới cảm giác là bao nhiêu năm em tập luyện, cuối cùng thì cái ngày hôm nay em nghĩ là cái ngày có thể bù đắp cho công thầy cô lãnh đạo đã hy vọng lên bản thân em. Và khi mà nói tới bên khoảnh khắc đó thì bây giờ Thúy Vi cũng rất là xúc động. Vâng, em nghĩ là chắc là cả đời em không quên được đâu.
Và ngay lúc này khi mà ngồi cạnh Thúy Vi á, thì bên cạnh cô ấy cũng là binh khí khi mà mang lên sàn đấu. Vâng, đúng rồi ạ. Có là đây chiếc kiếm của năm nay thi đấu đấy ạ. Và ngay lúc này thì Thái Trang rất là tò mò và không biết là có thể mạo muội nhờ Thúy Vi có thể chia sẻ một vài động tác tiêu biểu của Ủ Su vừa uyển chuyển và vừa vô cùng mạnh mẽ như vậy được không? Và đây hình như là một cái vật dụng để trang trí để cho bài diễn của mình đẹp hơn, đúng không? Đây là thua kiếm chứ không phải là vật dụng trang trí ạ. Cái này rất là quan trọng với kiếm, là để có thể là cân bằng cái kiếm để có thể đánh một cách thoải mái và tốt nhất. Nếu mà không có này thì kiếm nó sẽ không cân. Mọi người có thể nhìn em để đấy rất là cân ạ. Hoặc là lúc mà em loan kiếm thì sẽ rất là cân bằng. Bây giờ rất là muốn Thúy Vi Tử sẽ giới thiệu và dạy Thái Trang một cái động tác cơ bản và điển hình nhất ở trong Ủ Su với cái nội dung kiếm thuật được không? Thu tay về thì đâm tay phải ra, thu tay trái về thì đâm tay phải ra. Wow, tức là nó phải tạo được có một cái đường đi và đó là mọi người thêm một cái đường thẳng và đâm từ eo đi ra, đâm từ eo ra. Và lắc, lắc không lại. Lắc ạ, không lắc. Thực ra là cái lực đấy là lực từ phía bên trong của em phát ra. Mọi người giữ lại em bùng, bùng. Đó là lý do vì sao mà hơn 20 năm đến với võ và Ủ Su thì mới làm những cái động tác đỉnh cao như vậy. Khi mà Thái Trang nhìn thấy Vi luyện tập như thế này mới thấy là không chỉ là đến với võ mà ngay cả tính cách của Thúy Vi cương trực, thẳng thắn, dứt khoát và rất là mạnh mẽ. Nhiều lúc em nghĩ là em thẳng tính quá. Nhiều lúc mọi người thấy ở bên cạnh em thì rất là thoải mái, nhưng mà thấy em giống con trai hơn là con gái. Tại vì thường các bạn gái thì rất là nhỏ nhẹ, hoặc là người ta sẽ nói chuyện một cách dịu dàng ấy ạ. Còn có thể là bọn em kiểu ăn, mọi người hay nói ăn sóng nói gió đúng không? Với những bạn trẻ cũng đam mê Ủ Su, một lời gửi gắm nào của Thúy Vi dành cho những thế hệ tiếp nối, những người muốn theo thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là với bộ môn Ủ Su này không? Sau những gì mà em đã làm được và em đi đến tận bây giờ thì em hy vọng các bạn vận động viên cùng đam mê với em, các bạn lớp trẻ hoặc những em nhỏ đang muốn tham gia tập luyện Ủ Su, hãy thử sức với mình, hãy tự tin với bản thân mình và hãy học hỏi nhiều hơn thì chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt hơn. Cảm ơn Thúy Vi rất nhiều đã dành thời gian cho Chuyển động 24 giờ và chúng ta cũng sắp bước sang năm mới rồi. Hy vọng trong một năm 2023 với thật nhiều thành công sẽ đến với Thúy Vi cùng với đoàn thể thao nước nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.